Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2751. Đường Tuấn ngồi đấy còn Lý Quân Thành đứng ở bên cạnh anh giống như người hầu vậy. Lúc này trong phòng còn có đám người Thác Bạt Tuyết Tình, nhìn thấy một cảnh này khiến lòng nhất thời căng thẳng. Bọn họ tuy rằng phỏng đoán thân phận của Đường Tuấn chắc chắn không bình thường, nhưng đến cả vị cao thủ trên bảng thủ pháp Lý Quân Thành này cũng phải đối xử trịnh trọng như vậy đã khiến bọn họ rất hoảng hốt. Lý Quân Thành nói, Đường Sư, ngày mai Đường Hành Tẩu sẽ tới Hải Châu rồi. Lý do vì sao hôm nay ông chạy tới Hải Châu hơn phân nửa là cũng vì Đường gia Hành Tẩu sắp tới. Làm cao thủ trên bảng thủ pháp lớn lên từ Hải Châu, ông đương nhiên phải ra mặt tiếp đón. Đường Tuấn nói, tôi biết rồi. Lý Quân Thành nhỏ giọng nhắc nhở, Đường Sư, lần này e là nhà họ Vương sẽ mời Đường Hành Tẩu ra mặt. Đường Sư có muốn tránh trước không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Tuấn quả quyết nói, không cần. Nhưng mà, Lý Quân Thành còn muốn nói dù sao Đường gia Hành Tẩu thật sự rất mạnh, nhưng câu tiếp theo lại bị ánh mắt của Đường Tuấn ngăn lại, không có nói ra khỏi miệng. Ngày thứ hai, toàn bộ thế gia từ trong và ngoài thành Hải Châu đều đi ra ngoài thành. Đám thế gia số 1 là nhà họ Vương và nhà họ Quân đứng ở phía trước, theo phía sau là 10 thế gia lớn khác. Những thế gia này hầu như là chi chính đi ra, dường như vậy mới có thể biểu đạt được sự cung kính với Đường gia Hành Tẩu sắp đến. Lúc này dù cho là con cháu thế gia có hư đốn thế nào đi nữa cũng đều im lặng không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc cùng chờ đợi. Ngoài thành Hải Châu, phía nam, Đường Tuấn và đoàn người quận Đan Dương, còn có thầy trò Lý Quân Thành ngồi ở trong đại sảnh. Sắc mặt của Đường Tuấn coi như cũng bình tĩnh, nhưng Lý Quân Thành đã có chút không ngồi nổi nữa, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Đường Tuấn cười nói, muốn đi thì đi đi. Lý Quân Thành nghe vậy như được ân xá, cung kính thi lễ với Đường Tuấn một cái rồi nói, đa tạ Đường Sư đã lượng thứ. Nói xong thì nhanh chóng xách theo Hoàng Tâm chạy ra hướng ngoài thành. Làm bác sĩ trên bảng thủ pháp lớn lên ở Hải Châu mà không đi nghênh đón Đường gia Hành Tẩu, sợ rằng sau này ông sẽ khó có thể đặt chân đến Hải Châu lần nữa. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình và Canh Đằng liếc nhìn nhau, không nói với Đường Tuấn một tiếng mà đi ra ngoài đại sảnh. Thác Bạt Tuyết Tình, chúng ta nên làm gì bây giờ? Canh Đằng hỏi. Qua chuyện này mọi người đã xem Thác Bạt Tuyết Tình trở thành người đáng tin cậy. Bọn họ đều xuất thân từ thế gia, đương nhiên biết chuyện của Đường gia Hành Tẩu. Chương 2752. Mỗi một đời Đường gia Hành Tẩu sinh ra không chỉ có giao lưu y thuật, đồng thời cũng sẽ đi xử phạt một số người, thông qua nhiều thủ đoạn mà dọa các thế gia lớn khiếp sợ, biểu dương uy nghiêm của nhà họ Đường. Mà gần đây xung đột giữa Đường Tuấn và nhà họ Vương lại đứng trên đỉnh con sóng. Đường Tuấn rất có thể sẽ trở thành đối tượng lập uy cho Đường Hành Tẩu. Thác Bạt Tuyết Tình cắn răng nói, chờ sau khi giao lưu y thuật bắt đầu, tôi sẽ đi tìm Đường gia Hành Tẩu, không thể để cho anh ta nghe lời ngôn luận của nhà họ Vương. Cô nhìn xung quanh phòng, thấp giọng nói, khí tức của Đường Sư gần đây không ổn định, chắc là đã tu luyện tới thời điểm mấu chốt rồi. Làm đệ tử, chúng ta không thể khiến thầy phân tâm được. Mọi người đều gật đầu. Ngoài thành Hải Châu, thầy trò Lý Quân Thành vừa đến khiến sắc mặt người nắm quyền các thế gia lớn phải thay đổi biểu cảm. Chuyện Lý Quân Thành có quan hệ thân thiết với Đường Tuấn, trong tầng lớp cao cấp của Hải Châu đã không còn là bí mật nữa. Lý Quân Thành dẫn theo Hoàng Tâm đi đến đội ngũ phía trước, đứng song song với Vương Phàm và Quân Thế Minh. Vương Phàm cười lạnh nói, là đại y sư trên bảng thủ pháp mà lại đi bợ đỡ cho thanh niên cùng tuổi với đệ tử mình, đúng là làm mất hết thể diện của bảng thủ pháp. Sắc mặt của Lý Quân Thành trì trệ nói, Vương Phàm, lão phu làm việc ra sao còn chưa tới lượt ông quản. Vương Phàm hừ một tiếng rồi nói, vậy không biết Đường Hành Tẩu có thể không để ý hay không đây? Chờ Đường Hành Tẩu tới, tôi nhất định sẽ đem chuyện này nói cho cậu ta biết, đến lúc đó thì tự mình gánh lấy hậu quả đi. Lý Quân Thành hơi thay đổi sắc mặt, đây chính là điều mà ông lo lắng. Nếu như Đường gia Hành Tẩu thật sự muốn nhắm vào ông thì ông nhất định sẽ chết, ngay cả chạy cũng không thoát được. Nhìn thấy biểu cảm của Lý Quân Thành, Vương Phần cười lạnh lần nữa, không nói gì thêm. Sau gần một giờ sau, từ nơi xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh của ốc tù, đón lấy hư không sinh đóa sen, thoạt nhìn giống như điểm báo thần tiên sắp hạ thế. Đường Hành Tẩu tới. Giờ phút này vẻ mặt của mọi người đồng loạt rùng mình. Từ phía xa bắt đầu xuất hiện một ít bóng dáng. Đi ở phía trước là một đám binh sĩ mặc áo giáp, trong tay cầm giáo, vẻ mặt lạnh lùng như xương. Những binh sĩ này vậy mà lại là tu hành giả hợp thể cảnh trung kỳ và hậu kỳ.
Ở phía sau binh sĩ là một đám tỷ nữ mặc đồ trong cung điện, từng tướng mạo xinh đẹp tuyệt vời, khí tức mạnh mẽ, cũng đều là cao thủ hợp thể cảnh. Phía sau thị nữ là một thanh niên chắp hai tay sau lưng, chân đạp lên không trung chậm rãi đi tới. Trên mặt anh ta bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhạt, khuôn mặt không thể thấy rõ ràng. Những thứ này không hề ảnh hưởng đến khí chất của anh ta, ngược lại còn vì anh ta mà tăng thêm vài phần cảm giác thần thánh. Ở bên cạnh nam thanh niên là hai người động hư cảnh. Những người này cũng chỉ là tùy tùng của Đường gia hành tẩu. Chương 2753. Thanh niên đứng ở trên đỉnh đầu của các thế gia lớn như thần tiên vậy, ánh mắt rũ xuống, không giận tự uy sao? Không giận tự uy, hình dung một người tuy rằng không tức giận, nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm. Thường được sử dụng để mô tả khí thế lãnh đạo ở vị trí cao hoặc chính khí lẫm liệt. Ra mắt Đường hành tẩu. Mấy người Vương Phàm, Quân Thế Minh dẫn đầu, những thế gia phía sau lưng cũng đồng thời hô. Trong một lúc âm thanh rung chuyển trời đất, vang vọng khắp cả thành Hải Châu. Làm đại biểu thần quốc mạnh nhất trong tam đại thế gia, bốn chữ Đường gia hành tẩu này cũng đủ để khiến nhà họ Vương thống trị một châu phải run rẩy. Nhà họ Vương truyền thừa lại cũng có mấy nghìn năm, nhưng cũng bởi vì điều đó mà Vương Phàm mới biết được nhà họ Đường đáng sợ đến nhường nào. Người đứng đầu thế gia trấn giữ một châu thì tu vi phải đạt tới động hư cảnh trung kỳ coi như cũng không tệ, nhưng tam đại thế gia lại có cường giả đỉnh phong của động hư cảnh, thậm chí không phải một vị. Loại chênh lệch lớn về sức mạnh quân sự này mới là nguồn gốc sự tuyệt vọng của Vương Phàm bọn họ. Vương Phàm thở dài trong lòng, cũng không phải thiên phú của họ không tốt, mà là tam đại thế gia không cho phép địa vị của bản thân bị uy hiếp. Có một ngày thế gia xuất hiện cường giả có thể uy hiếp địa vị của tam đại thế gia cũng sẽ bị cưỡng ép điều động đi thánh nhai. Lý do của tam đại thế gia là muốn những người này đi tìm hiểu đại đạo ở thánh nhai, nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có một ai trở về từ thánh nhai cả. Ông nội của Vương Phàm cũng đã từng như vậy. Cho nên bọn họ rất sợ hãi và tôn kính tam đại thế gia, về phần những người khác thì không được tiếp xúc với những chuyện này, chỉ biết mù quáng đem tam đại thế gia thành đối tượng sùng bái và tôn kính. Đường gia hành tẩu đứng ở trên không trung, ánh mắt quét qua tất cả người phía dưới, không người nào dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh ta. Hồi lâu sau Đường gia hành tẩu mới chậm rãi mở miệng nói, quận Đan Dương sẽ là trạm đầu tiên mà tôi đi đến, cần phải khiến cho người trong thiên hạ biết nhà họ Đường của tôi, đã có nhiều chuyện phiền phức xảy ra khiến các vị phải hết lòng rồi. Lý Quân Thành nghe vậy thì dùng mình một cái. Đường gia hành tẩu là đang định lập uy sao? Mà đám người Vương Phàm lại bày ra vẻ mặt vui mừng hớn hở. Đại biểu của chín quận đều đã tới chưa? Đường gia hành tẩu đột nhiên hỏi. Vương Phàm nói, ngoại trừ đại biểu của quận Đan Dương ra thì người của tám quận khác đều đã tới rồi. Quận Đan Dương. Đường gia hành tẩu nói, chẳng lẽ bọn họ còn chưa tới ưa tới Hải Châu à? Vương Phàm lắc đầu nói, đại biểu của quận Đan Dương đã ở trong thành Hải Châu hôm nay rồi, tôi đã phái người đi thông báo cho họ biết. Nhưng bọn họ vẫn không tới. Trong lòng ông ta cười lạnh một tiếng, việc đã đến nước này rồi thì cũng không cần ông ta nhiều lời nữa. Đường gia hành tẩu nghe vậy nhất thời im lặng, một sự im lặng không nói nên lời càng thêm trầm trọng rồi. Ông lão phía bên phải hừ lạnh một tiếng rồi nói, thật to gan, Đường gia hành tẩu đại biểu nhà họ Đường đến mà cũng dám không tới tiếp đón. Hộ vệ, còn không mau đi tóm tên đó tới đây. Vâng, thủ lĩnh hộ vệ đồng ý. Ba tên hộ vệ lập tức bay đi. Đường gia hành tẩu giờ mới lên tiếng. Đi thôi, vào thành. Giọng nói bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Chương 2754. Ngoài thành Hải Châu, phía nam. Người của quận Đan Dương ở đâu? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Trong không trung xuất hiện ba bóng người. Người của khu phía nam vốn còn đang tính quát mắng ba người nọ, nhưng thấy ký hiệu trên áo giáp của ba người đó thì đều im lặng. Hộ vệ của nhà họ Đường, bọn họ không thể đụng vào. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng nghe thấy nên đi ra ngoài lầu. Có người ở bên cạnh lập tức chỉ vào bọn họ rồi nói, bọn họ chính là người của quận Đan Dương phải không? Ánh mắt của ba tên hộ vệ đồng thời bắn ra tia điện, quát lên, Đường gia hành tẩu tới đây mà các ngươi còn không đi đón tiếp là có tội, bây giờ mau đi nhận lỗi Đường gia hành tẩu với ta. Nói xong, một người trong số hộ vệ xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen hóa thành một cái dây thừng màu đen nhánh cuốn về phía đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Trên dây thừng giống như có linh hồn, phát ra những âm thanh khiến kẻ khác sợ hãi tới kinh hồn bạt vía. Lúc này có không ít người tụ tập ở khu phía nam,
Nghe được âm thanh này thì sắc mặt trở nên tái nhợt, có vài người run rẩy nói, là ác linh tác của nhà họ Đường, có thể gây tổn thương cho linh hồn người khác. Âm thanh vừa dứt thì mọi người đồng thời cách xa đám người Thác Bạt Tuyết Tình một chút. Ác linh tác là vật thiết yếu của hộ vệ nhà họ Đường, chuyên môn dùng để bắt giữ một số phạm nhân. Nghe nói rằng âm thanh của ác linh ẩn chứa trong đó có thể gây tổn thương đến căn cơ của linh hồn, làm cho không thể phát huy được thực lực. Ba tên hộ vệ đều có tu vi hợp thể cảnh trung kỳ, mà dám người Thác Bạt Tuyết Tinh cùng lắm chỉ có hóa thần cách, tu vi kém quá xa. Ba tên hộ vệ vừa gặp đã trực tiếp hỏi tội rồi phóng ác linh tác ra, rõ ràng là muốn đám người Thác Bạt Tuyết Tình bị thương nặng, thậm chí trực tiếp giết chết. Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng tái đi không ít, trong 10 người thì tu vi của Thác Bạt Tuyết Tình là cao nhất, hôm nay đã đạt đến hóa thần cảnh trung kỳ, nhưng tinh thần lực của cô vừa tiếp xúc với ác linh tác đã thiếu chút nữa bị thương. Cách biệt thực lực giữa hai bên quá lớn, căn bản không phải là chuyện mà thiên phú có thể bù đắp được. Kẻ nào dám hỏi tội đệ tử của tôi? Đúng lúc này thì có một âm thanh vang lên. Ác linh tác đang vô cùng linh động trong tức khắc đã bị cứng đờ ở trên không trung, vẻ mặt của ba tên hộ vệ đột nhiên thay đổi, một người trong đó quát lên, ngươi còn dám quát tháo à, không sợ nhà họ Đường dùng vũ lực giết ngươi sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách để nói lời này đâu. Âm thanh lạnh như băng của Đường Tuấn truyền đến. Tốc độ của ác linh tác đột nhiên tiến nhanh hơn về phía của ba tên hộ vệ, như roi mà quất lên người của ba tên hộ vệ. Ba âm thanh đau đớn đồng thời kêu lên, ba tên hộ vệ cảm giác linh hồn của bản thân giống như sắp bị xé rách. Chỉ một kích mà ba người đã quỳ xuống mặt đất. Thầy! Đám người Thác Bạt Tuyết Tình hô lên. Những người khác đều ngây người, ba tên hộ vệ có khí thế to lớn vậy mà đã bị đánh ngã như vậy, mà từ đầu tới cuối Đường Tuấn chưa hề xuất hiện chỉ một lần. Ngươi dám ra tay với bọn ta ư? Chương 2755. Ba tên hộ vệ quỳ rạp xuống đất, chẳng những không sợ mà còn hung tợn nói. Âm thanh của Đường Tuấn vang lên lần nữa, nói, muốn ta đi đón à, hắn ta coi bản thân mình là cái gì, hoàng tộc à. Ta không đi đón hắn thì hắn dám nhân cơ hội ra tay với đệ tử của ta còn chưa hỏi tội hẳn thì thôi. Các ngươi còn nhiều lời thêm một câu nữa, ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây tại đây luôn. Mọi người im lặng, đây đã là không che giấu mà khiêu chiến sự uy nghiêm của nhà họ Đường. Ba tên hộ vệ không dám nói thêm gì nữa, nhưng khóe môi lại nở ra nụ cười trào phúng. Cút! Đường Tuấn quát một tiếng. Những lời này bọn ta sẽ báo lại cho cậu chủ Đường không sót một câu. Ba tên hộ vệ cười khẩy rồi rời đi. Chờ sau khi hộ vệ đi khỏi, Thác Bạt Tuyết Tình mới hỏi thầy, anh còn bao lâu nữa mới tu luyện xong? Đường Tuấn nói, một giờ là đủ rồi. Lần này Lý Quân Thành tới, Đường Tuấn cũng đã bắt ông ta đem tới không ít bảo dược. Cũng đủ để anh khôi phục toàn bộ tu vi. Chỉ cần khôi phục lại tu vi, ứng phó với cục diện bây giờ cũng không phải chuyện gì khó. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình lộ ra sự vui mừng, cô do dự một chút rồi nói, thưa thầy, đại hội giao lưu y sư đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta không thể ở đây giúp thầy được nên muốn đi qua bên kia xem một chút. Đường Tuấn, vậy thì đi đi, lần đại hội giao lưu này với các cô cậu mà nói đúng là khó có được. Y thuật của nhà họ Đường tự xưng là số một thần quốc, giờ đây y thuật của Thác Bạt Tuyết Tình cũng không phải yếu, có thể thừa dịp mượn cơ hội này chạm vào cơ sở của đối phương. Đúng là to gan. Sau khi nghe lòng lời của ba tên hộ vệ vừa trở về, Vương Phàm cả giận nói, Đường hành tẩu, hãy để nhà họ Vương chúng tôi ra tay, tôi bảo đảm sẽ mang cậu ta về đây nhận tội với cậu. Mặt Vương Phàm đầy oán giận, những người khác trong gia đình nhà quan cũng đều như thế, cứ như muốn băm vằm Đường Tuấn thành trăm mảnh. Dám khiêu khích Đường ra hành tẩu như thế, chán sống rồi sao? Những vệ sĩ cùng nữ hầu đi theo Đường ra hành tẩu đồng thời hiện lên sát khí. Trong lúc mọi người chờ đợi, Đường ra hành tẩu mới chậm rãi nói, sao phải so đo với con tên ngu ngốc chứ? Đường hành tẩu. Vương Phàm suy sụp, giới nào Đường ra hành tẩu cũng luôn là người sát phạt quyết đoán, chẳng lẽ giới này Đường ra hành tẩu đổi tính? Đường ra hành tẩu cười nói, danh tiếng nhà họ Đường ta là trăm ngàn năm tạo lên. Là người trên thành lập bằng ý chí thực lực của nhà họ Đường. Một tên hợp thể cảnh nho nhỏ, cũng muốn lay động nền móng nhà họ Đường ta, đúng là buồn cười, cũng chỉ là kiến càng bám cây thôi. Sắc mặt Vương Phàm khẽ đổi, lời này nói không sai, giống Đường ra hành tẩu đều có hai hộ vệ động hư cảnh, có thể biết nội bộ nhà họ Đường sâu rộng bao nhiêu, người tu hành động hư cảnh chắc chắn không ít. Nhà quan mạnh mẽ như vậy, đừng nói Đường Tuấn chỉ là hợp thể cảnh, dù có là động hư cảnh,
cũng không dao động nổi nền móng nhà họ Đường. Thế chẳng lẽ cứ buông tha tên ấy như vậy sao? Có người nhỏ giọng nói. Đường Gia Hành tẩu nói, uy nghiêm nhà họ Đường tôi không dùng khiêu khích. Giết! Chương 2756. Một lão giả bên cạnh anh ta lạnh lùng nói, hội giao lưu kết thúc, tôi sẽ ra tay, bắt cậu ta về nhà họ Đường. Mọi người thầm dùng mình, tiếc thương một tiếng cho Đường Tuấn. Bắt về Đường Gia, có thể nói đáng sợ hơn nhiều so với giết chết tại chỗ. Nhà họ Đường không chỉ có y thuật lợi hại, mà sử dụng độc dược cũng là một kỹ năng độc nhất vô nhị trong thần quốc, mà thực lực không thấp của một người tu hành như Đường Tuấn, đúng lúc bắt về thử độc. Đường Gia Hành tẩu không hề bàn luận chuyện này, nói, báo cáo xuống Đà Nẵng tình hình mấy năm nay đi. Biểu cảm Vương Phàm nghiêm nghị, nhanh chóng giao tư liệu đã chuẩn bị xong lên, sau đó đứng ở phía dưới giải thích một chút. Thần quốc không có hoàng triều, ba gia tộc lớn tương đương với người thống trị, mà Đường Gia Hành tẩu tương đương với Khâm Sai đại thần, có quyền giám sát trừng phạt. Sau khi xem xong, Đường Gia Hành tẩu đặt tư liệu lên bàn, nói, Vương Phàm, mấy năm nay Đà Nẵng nhà họ Vương các anh xử lý không tồi, nhưng nếu sau này lại xảy ra chuyện như quận Đàn Dương này, anh cần phải nhanh chóng bóp chết. Lúc này nhà họ Đường tôi sẽ giải quyết giúp anh, nhưng tiếp theo, hừ. Vương Phàm vội vàng nói, sẽ không có tiếp theo. Mấy gia chủ quyền quý bọn họ ngày thường nhìn uy phong, nhưng ở trước mặt ba gia tộc lớn, cũng không khác gì người hầu lăm. Vậy là tốt rồi. Đường Gia Hành tẩu nhìn thoáng qua Vương Phàm, nói thật ra tu vi của anh tiến cảnh không chậm, đã đến động hư cảnh sơ kỳ, xem ra rất nhanh sẽ có thể đạt tới động hư cảnh trung kỳ. Trán Vương Phàm bỗng nhiên toát ra mồ hôi như hạt đậu, vô cùng bối rối. Một số người trong gia tộc biết chuyện, ví dụ như trong mắt Quân Thế Minh đều lộ ra vẻ đồng tình. Được Đường Gia Hành tẩu khen tu vi nhanh cũng không phải chuyện gì tốt, gia chủ trước của nhà họ Vương, sau khi ông nội Vương Phàm đột phá động hư cảnh trung kỳ đã bị nhà họ Đường cưỡng ép mang đi, đến nay không có tin tức. Mà nhà họ Quân, cũng bị mang đi vài vị gia chủ. Hiện giờ tu vi của Quân Thế Minh cũng là động hư cảnh sơ kỳ, nhưng ông ta đã tuổi già sức yếu, tinh khí thần không còn ở trạng thái đỉnh nữa, có vẻ rất khó đột phá, cho nên tỷ lệ bị mang đi không lớn. Nhưng Vương Phàm thì khác. Nếu ông ta đột phá đến động hư cảnh trung kỳ, chắc chắn y sẽ bị mang đi. Phút, đang lúc suy nghĩ mọi người chợt lóe trong lòng, vẻ mặt Vương Phàm đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở lập tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, nhưng Vương Phàm không kịp lau máu tươi trên khóe miệng, quỳ xuống, trầm giọng nói, Hành tẩu, tôi tự hủy 1/3 kinh mạch, con đường tu luyện chỉ dừng tại đây, xin Hành tẩu tha mạng. Bọn người Quân Thế Minh hít hà một hơi. Tên này giỏi. Vương Phàm quá độc ác với chính mình. Tự phá 1/3 kinh mạch, con đường tu luyện chắc chắn cắt đứt, thậm chí sau này sẽ xuất hiện dấu hiệu tu vi lùi lại. Đường Hành tẩu nhìn thoáng qua Vương Phàm thật sâu, sau một hồi mới vẫy vẫy tay, nói, nếu như vậy, vậy quên đi. Cảm ơn Hành tẩu, Vương Phàm quỳ, vẻ mặt cung kính vô cùng thành tâm. Nhìn Vương Phàm, mọi người thầm đau đớn trong lòng, tự hủy kinh mạch, thế mà còn phải cảm ơn đối phương. Tính mạng của những gia tộc bọn họ còn không bằng con kiến trong mắt Đường Gia Hành tẩu. Về phần tất cả hộ vệ cùng bọn nữ hầu nhà họ Đường chứng kiến, biểu cảm đều hờ hững, có mấy người còn mang theo một tia mỉa mai. Tuy bọn họ là người hầu hạ nhân ở nhà họ Đường, nhưng ở trước mặt những gia chủ gia tộc đều có cảm giác về sự ưu việt. Tốt! Chương 2757. Đường Hành tẩu không chút để ý phất phất tay, nói tôi không có nhiều thời gian để lãng phí ở chỗ này như vậy. Tôi đi vào Đà Nẵng, cũng là cơ duyên của mấy người, nếu mấy người có vấn đề gì về y học, đều có thể hỏi. Trên mặt 9 đại diện của Trung tâm Y tế quận Thiên Phong cùng bọn người Lý Quân. Thành lộ vẻ vui mừng. Đường Gia Hành tẩu chỉ dẫn, với những người học tập về y học như bọn họ thật là cơ duyên. Rất nhanh, đã có người bắt đầu hỏi một ít vấn đề y học, Đường Gia Hành tẩu đều giải đáp tất cả. Anh ta giải đáp rất ngắn gọn, chỉ có 2-3 câu nói. Nhưng lại chỉ thẳng vào trung tâm vấn đề, làm người vừa nghe đã hiểu rõ. Ngay cả Lý Quân Thành cũng hỏi một câu, cũng cảm thấy được lợi không nhỏ. Đúng lúc này, một học sinh của quận Bắc Minh bỗng nhiên đứng ra, cung kính hỏi, Đường Hành tẩu, tôi từng nghe nói, có phương pháp tu luyện có thể nâng cao lực tinh thần, không biết có thật hay không? Những người khác đều khẽ nhíu mày, cảm thấy câu hỏi đơn giản như vậy hoàn toàn không cần hỏi Đường Gia Hành tẩu. Bởi vì trong hiểu biết của bọn họ, vốn dĩ không có loại phương pháp này. Đương nhiên không có, lực tinh thần là trời sinh, nhưng thật ra có một ít bảo vật có thể nâng cao lực tinh thần.
về phương pháp tăng lực tinh thần lên, hoàn toàn không tồn tại. Nếu tồn tại loại phương pháp ấy, thế chẳng phải mỗi người đều trở thành bác sĩ rồi sao? Đường Gia Hành tẩu nhẹ giọng nói, anh ta nhìn vào mắt người đặt câu hỏi, nói, nhà họ Đường tôi mấy chục năm mới có thể hành tẩu thế gian một lần, đối với mấy người mà nói là cơ duyên lớn lao. Thế mà cậu lại lãng phí cơ hội hỏi một câu ngu xuẩn ở đây. Tuy giọng điệu Đường Gia Hành tẩu rất bình tĩnh, nhưng biểu cảm của học sinh quận Bắc Minh chợt căng thẳng, nói, là tôi rốt nát, xin Đường Hành tẩu thứ tội. Lực Đỉnh Phong thấy thế, nhanh chóng đứng ra, giải thích, Đường Hành tẩu, chuyện này vẫn nên trách tên Đường Tuấn kia, nghe nói anh ta mở một chương trình học ở trung tâm y tế quận Đan Dương, hơn nữa vẫn là thay đổi từ trong dược khí kim liên mà đến. Cho nên học sinh này của tôi mới có câu hỏi vừa nãy, anh ngàn vạn lần đừng trách tội. Chỗ sâu trong mắt Đường Gia Hành tẩu bỗng nhiên thoáng hiện qua một tia sát khí lạnh lẽo, hơi thở lạnh băng chợt lóe rồi biến mất. Học sinh của trung tâm y tế quận Bắc Minh đặt câu hỏi kia im hơi lặng tiếng ngã xuống, hơi thở đứt đoạn. Cơ thể Lực Đỉnh Phong đột nhiên run lên, ánh mắt hoảng sợ, không biết tại sao Đường Gia Hành tẩu lại đột nhiên tức giận. Vẻ mặt những người khác cũng căng thẳng tới cực điểm. Hoang đường, tôi đã nói rồi, lực tinh thần là trời sinh, không có phương pháp tu luyện. Quận Đan Dương dám truyền ra dư luận này, phải phạt. Sau khi hội giao lưu chấm dứt, bắt phải phát sau khi hội giao lưu chấm dứt bắt toàn bộ học sinh của trung tâm y tế quận Đan Dương lại, đưa đến Thánh Nhai. Giọng nói Đường Gia Hành tẩu như gió lạnh lạnh băng ngàn năm. Cho dù trước đây Đường Tuấn đã thương hộ vệ, Đường Gia Hành tẩu cũng không hề giận dữ, nhưng bây giờ vì nhắc đến vấn đề của sinh viên quận Bắc Minh, Đường Gia Hành tẩu lại tức giận muốn giết người. Thậm chí anh ta còn muốn tiêu diệt toàn bộ trung tâm y tế ở quận Đan Dương. Mọi người đều không hiểu nổi, nhưng cũng không dám nói thêm gì cả. Ngay lúc này, có hộ vệ tiến vào phòng đại hội nói, cậu chủ Đường, mấy sinh viên ở trung tâm y tế quận Đan Dương đang đứng bên ngoài. Ánh mắt Đường Gia Hành tẩu nghiêm túc lại nói, để cho bọn họ vào đi. Anh ta nhìn tất cả người của trung tâm y tế 8 quận và của rất nhiều đại thế gia ở Hải Châu, thấp giọng nói, nếu chuyện do quận Đan Dương làm. Vậy hãy để cho người của quận Đan Dương tự mình giải thích, cắt đứt vọng tưởng của các người, sau này ai còn hỏi về vấn đề nữa, sẽ có kết quả với họ. Chương 2758. Trong lòng mọi người run rẩy, vội vàng kêu lên, vâng. Lần này người của quận Đan Dương thật sự xong đời rồi, bịa chuyện không được, lại bịa ra loại chuyện không tuân theo chuẩn mực như thế. Nhưng mà Đường Gia Hành tẩu cũng có phần chuyện bé xé ra to. Sắc mặt của mọi người rất phức tạp. Trong lòng ai cũng thoáng nghĩ đến vài suy nghĩ, rất nhiều người cảm thấy hành động của Đường Gia quá kỹ lưỡng, giống như vấn đề này đã chạm vào đầu cấm kỵ gì đó. Vương Phàm vốn dĩ còn muốn hỏi Đường Gia Hành tẩu rằng Vương Thao có còn cứu được hay không, bây giờ ông ta cũng không dám hỏi. Rất nhanh, mấy người Thác Bạt Tuyết Tình, Canh Đằng tiến vào từ bên ngoài phòng đại hội. Đối mặt với cao thủ y đạo của 8 quận và các đại thế gia đứng đầu, mấy người tỏ ra hơi lo lắng và bất an. Bái kiến Đường Gia Hành tẩu. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình nói. Mặc dù lúc trước hộ vệ của Đường Gia đã ra tay với bọn họ, khiến ấn tượng của bọn họ với Đường Gia Hành tẩu không phải quá tốt, nhưng lúc này trong lòng họ dâng lên một sự kính nể và sợ hãi với Đường Gia Hành tẩu. Dù sao bọn họ cũng là người lớn lên trong thần quốc, ấn tượng về ba đại thế gia vô địch giỏi giang đã sớm hắn sâu trong ký ức của bọn họ. Đường Gia Hành tẩu nói. Vừa rồi tôi nghe người ta nói quận Đan Dương các người có các công pháp có thể nâng cao tinh thần lực, có chuyện này hay không? Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu nói, thật sự có chuyện này. Đôi mắt Đường Gia Hành tẩu híp lại nói, vậy cô thi triển cho tôi xem chút đi. Nếu là sự thật, tôi có thể không truy cứu tất cả chuyện trước đây. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tò mò. Thác Bạt Tuyết Tình thấy vậy, cắn răng nói, môn công pháp này cần đá ô tinh trợ giúp. Cô ta đã âm thầm luyện qua dược khí kiên liên, nhưng đều không thể tăng cường tinh thần lực, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đưa ra nguyên nhân do đá ô tinh thượng. Vậy thì đơn giản rồi. Đường Gia Hành tẩu cười nhạt, anh ta vung tay lên, 5-6 viên đá ở tỉnh xuất hiện xung trong không trung trước mặt, lẳng lặng bay lơ lửng, anh ta thuận miệng hỏi, lúc tu luyện, thầy của các người thắp sáng được mấy viên đá ô tinh? Một viên. Thác Bạt Tuyết Tinh thành thật trả lời. Mới một viên. Đường Gia Hành tẩu lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm khinh thường. Tinh thần lực của hắn trào ra, tạo thành một trận gió bão tinh thần, lần lượt tưới vào trong mấy viên đá ô tinh kia. Một viên, hai viên, ba viên, đá ô tinh không ngừng được thắp sáng. Đến cuối cùng, 6 viên đá ô tinh đều được thắp sáng.
Phòng đại hội rất lớn, nhưng trong nháy mắt 6 viên đá ô tinh đã được thắp sáng, toàn bộ phòng đại hội giống như được tinh hải bao phủ. Chương 2759. Mọi người trong phòng đại hội giống như đang lơ lửng trong không trung. Mặt của mấy người Vương Phàm, Lý Cửu Thiên đều biến sắc. Trước đây bọn họ cũng biết Đường Gia Hành Tẩu đã từng thắp sáng 2 viên đá ô tinh, họ cho rằng đó là giới hạn của anh ta, bây giờ họ mới hiểu rõ suy nghĩ của họ thật buồn cười. Đá ô tinh, có thể được coi là một thủ pháp do lường sức mạnh tinh thần lực. Lý Cửu Thiên xếp hạng thứ 10 trong bản thủ pháp cũng được coi là người có thần lực khá cao trong sân, nhưng trình độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắp sáng được một viên đá ô tinh. Mà bây giờ trong nháy mắt Đường Gia Hành Tẩu thắp sáng 6 viên, điều này chẳng khác này biểu thị rằng tinh thần lực của anh ta gấp 6 lần của Lý Cửu Thiên, thậm chí nhiều hơn. Đường Gia Hành Tẩu lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, ban đầu thắp sáng 2 viên đá ô tinh, vốn dĩ do tôi không nghiêm túc. Một người lập tức thở dài trong lòng, không hổ là thiên tài kiệt xuất nhà họ Đường. Lúc này Đường Gia Hành Tẩu mới nhìn về phía Thác Bạt Tuyết Tình nói, thầy của các người thắp sáng 1 viên đá ô tinh, tôi thắp sáng cho các người 6 viên, như vậy đủ rồi chứ. Mặt Thác Bạt Tuyết Tình hơi biến mặt trong lòng có chút không biết làm gì, thiên phú của tên Đường Gia Hành Tẩu cũng khinh khủng quá, lại vượt qua Đường Tuấn như vậy nhiều. Thác Bạt Tuyết Tình nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô ta gật đầu nói, đủ rồi. Cho dù thế nào, cô ta cũng không thể khiến Đường Tuấn mất mặt được. Mặc dù Đường Tuấn chỉ thắp sáng được 1 viên đá ô tinh, nhưng ít ra anh còn nghiên cứu ra công pháp có thể tăng cường tinh thần lực. Đây là chuyện từ nghìn đời cũng không có được đối với tu luyện và giới y đạo, việc này không liên quan gì đến thiên phú. Lúc nói chuyện, Thác Bạt Tuyết Tình bắt đầu vận dược khí kiên liên. Dược khí kiên liên ngập tràn thơm nhẹ nhàng, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Thác Bạt Tuyết Tình, không hề bỏ qua sự biến hóa nào. Nhưng một lúc sau, trên người Thác Bạt Tuyết Tình không hề xuất hiện bất kỳ điều gì khác thường, mọi người lại không cảm nhận được gì. Nhưng mặt của Thác Bạt Tuyết Tình và Canh Đằng bọn họ lại hơi biến sắc. Dựa vào tình hình học trước đây, họ chỉ cần vận được dược khí kiên liên, tinh thần lực sẽ bắt đầu tăng lên một cách chậm rãi, bây giờ đều đã được một thời gian rồi, lại vẫn không thể xảy ra sự biến đổi gì. Chẳng lẽ do chị Thác Bạt căng thẳng? Trong lòng Canh Đắng vừa suy nghĩ, cũng bắt đầu vội vàng vận dược khí kiên liên. Cho dù có làm thế nào, chỉ cần có một người có thể chứng minh chương trình học của Đường Tuấn, vậy là đủ rồi. Nhưng gần nửa giờ trôi qua, 10 người bọn họ vận dược khí kiên liên. Trừ việc khiến cho hương thơm trong phòng đại hội đậm đặc hơn ra cũng không xảy ra thay đổi gì. Đến lúc này, đám người Lý Cửu Thiên, Vương Phàm cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, có người cười khẩy nói, từ lúc nào thầy trò quận Đan Dương cũng trở thành thứ không chịu được như vậy, lại dùng một thủ đoạn để tiện thu hút sự chú ý. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình nghe vậy, đỏ bừng mặt. Ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ thì không sao, nhưng họ không thể khiến danh tiếng của Đường Tuấn cũng bị tổn hại giống họ được. Nhưng bọn họ cố gắng thế nào, tinh thần lực vẫn giống như nước đọng, không hề có động tĩnh nào. Thật sự đủ rồi. Ngay lúc này, giọng nói không kiên nhẫn của Đường Gia Hành Tẩu vang lên khắp phòng đại hội. Anh ta thu hồi tinh thần lực, trong nháy mắt tinh hải trong phòng đại hội biến mất dạng. Mà đám người Thác Bạt Tuyết Tình vẫn còn không chịu từ bỏ, vẫn vận dược khí kiên liên. Chương 2760. Đường Gia Hành Tẩu nhìn mấy người họ bằng ánh mắt nực cười. Sau đó anh ta nói với Lý Cửu Thiên bọn họ nói các người thấy gì không? Thấy rồi. Đám người Vương Phàm, Lực Đỉnh Phong đáp lại. Bọn họ cùng nhau nhìn đám người Thác Bạt Tuyết Tinh, đây thật sự giống như một trò đùa vậy. Đường Hành Tẩu, hãy để chúng ta thử một lần nữa. Thác Bạt Tuyết Tinh không cam lòng nói. Cô ta vốn cho rằng lần này có thể vì Đường Tuấn giành lại tiếng nói, không ngờ lại biến lợn lành thành lợn què. Đường Gia Hành Tẩu vung tay lên. Trong nháy mắt mấy người Thác Bạt Tuyết Tinh bay ra ngoài mấy thước nói, tôi không có tâm trạng nhìn các người càn quấy. Vương Phàm, dẫn bọn họ đi, đợi sau khi đại hội giao lưu lần này kết thúc, đưa toàn bộ người trong trung tâm y tế quận Đan Dương đến Thánh Nhai. Đường Gia tôi không cho phép tên nhóc lác kia làm loạn giới đạo y. Vương Phàm lên tiếng, lập tức có người của nhà họ Vương tiến lên, muốn ra tay với đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình ngã ngồi dưới đất. Gương mặt đầy vẻ không cam tâm và nghi ngờ. Bọn họ không nghĩ ra được tại sao dược khí kiên liên không thể tăng cường tinh thần lực như trước. Nhìn biểu cảm buồn cười của đám người Vương Phàm, Quân Thế Minh, mấy người Thác Bạt Tuyết Tình càng khó chịu, vốn là muốn vì Đường Tuấn mà giành lại danh tiếng cho anh, nhưng bây giờ mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Rốt cuộc là thế nào?
Thác Bạt Tuyết Tình cắn răng, thấp giọng tự nói. Quân Nhu giễu cợt nói, thật là càn quấy họ coi nơi này thành cái gì. Đám người của quận Đan Dương ngày càng không có giáo dục, lần này bị đưa đi thánh nhai, cũng là đáng đời. Cô ta vừa dứt lời, một làn sóng truyền vào từ ngoài phòng đại hội. Phòng khách vốn đã bình thường lại bị bao phủ bởi tinh hải, mọi người nhìn thấy những đốm sáng đầy xung quanh mình, đồng thời ngẩn người tại chỗ. Bọn họ nhìn về phía đường ra hành tẩu, nhưng sắc mặt đường ra hành tẩu lúc này cũng nghiêm túc nhìn về phía ngoài phòng đại hội, anh ta cũng không thắp sáng đá ô tinh. Một cảnh tinh hải thế này là ai đã thắp? Vào lúc mọi người đang nghi ngờ, một giọng nói vọng ra từ ngoài phòng đại hội, còn ngơ người ra đấy làm gì? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đám người Thác Bạt Tuyết Tình đồng loạt trở nên phức tạp, nhưng họ bất chợt tỉnh ngộ, bắt đầu lần nữa vận dược khí kiên liên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2760.